Xin chào các bạn ở bên kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Ngoài Ý. Hôm nay gặp Nhung Hà, em Hello, tặng cho chị cây giống gì vậy? Đây cả nhà ơi, đi tặng cây giống, mùa tới rồi các bạn ơi. Đó. Hồi nãy em mua cây cà chua chị, xong rồi cái bị rất cái đột. Một xe cây giống luôn, du và xanh ngát, lạnh quá, run nè. Cảm ơn em nha. Dạ, không có chi chị, hai cây bán hàng xóm trên chỗ em á. Người đẹp, cây cối nhiều quá vậy, trời ơi em ươm tốt quá. Rồi. Cái này cà chua của em không? Rồi. Rồi em lấy đi, em bỏ xuống đất đi hả? Đó, cô gái vùng núi ươm rất là nhiều cây giống. Ủa, cái này cho chị hả? Trời ơi đẹp quá vậy, tao tưởng là em mới mua chứ. Trong kia hả? Rồi bỏ đại đất đi em, tí chị giờ lên xe sao. Quá đẹp luôn nè các bạn ơi, Nhung Hà nó cho mình tặng mình cây giống. Trời ơi nó ươm, có nhà xanh ươm đẹp quá. Bữa nay chị mua nhà xanh xong chị ươm đẹp. Wow, trời ơi. Thấy chưa, em nói, chị nói là rau củ của chị đưa cho em á toàn là nhìn giống như xương á, còn của em là lá. Tại không có giờ chăm sóc. Chị phải bỏ đồ xuống, em bỏ xuống đất đi. Rồi xong rồi chị bỏ đồ xuống. Rồi xong rồi ha. Xong chưa? Xong. Đây, đây là cây giống Nhung Hà tặng chị cái gì vậy? Cái gì? Xâm đất, trời ơi đẹp quá. Hai cây hả? Rồi, cái gì đây nữa nè em? Bí ngòi tròn vàng, ớt khía. Quá chị tặng em năm nay. Ớt khía đẹp quá. Trời ơi nó ươm cao đẹp quá. Rồi gì đây? Cái gì đây? Rau kim cương. Với này bí dài. Bí dài hả? Bí đao dài. Rồi, đẹp quá. Cảm ơn em. Wow. Ươm bao lâu mới được chừng này vậy cô bé? Tháng 3 hả? Giỏi vậy. Chị ươm từ tháng 11 mà cây chị chút xíu. Đây đi... Dâu tay trắng. Có mỗi chị bên có. Chị ươm từ hột lên. Quá đã. Trời ơi quá trời quá đất luôn. Rồi để qua chị giới thiệu. Đây các bạn ơi. Mê quá. Đến xe của mình thì mấy cái đồ này là nó đồ Việt không à, đồ Việt Nam, còn bên của Nhung là đồ Mỹ nhiều. Ở đây là cái gì? Ướt hiển nó loại thơm. Đây một bậc hà. Rồi khiên. Quá trời quá đất luôn. Đậu rồng. Em hai cái này là cà ghén nha. Cà ghén thì ươm từ cái đá. Cà beauty đây. Cà beauty 4. Hai cây là mặt đây là nó ngã rồi đây. Cái beauty. Cà ghén có hai loại. Còn cái này là chặt dây nha. Chặt dây mà. Ôi, mất kẹt từ từ. Một cây chanh dây nữa. Cái cây này nhìn nó giống cây ớt chứ không phải là cây ớt đâu. Đó là mã chanh dây đó. Dây á. Rau má. Rồi, hẹ đầy đủ rồi. Những thức mình yêu thích luôn không cả nhà ơi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Không có chi. Ươm có cái không đẹp bằng em thôi, nhưng mà có giống xài là được rồi. Cứ yên tâm cứ về. Tại chị ươm trong phòng á. Rồi, lạnh quá. Các bạn ơi, em đi. Bốn cái. Rung các bạn ơi. Đọc nổi không? Hơi mập, năm nay hơi mập nhưng mà... Đưa máy chị quay cho. Từ đó rồi. Ở đây. Khiên về xe. Nhà ơi, cảm ơn chị nha. Lạnh quá các bạn ơi. Cầm với cái muỗng của hôm cầm hai cái phone. Để quên. Tôm cả nhà rồi cái quên. Trời ơi nó rung em ơi.
cây quý. Dâu tay trắng. Quý quý. Dâu tay trắng mà loại của anh đào á, của Nhật á. Rồi vô. Ở nhà dữ lắm. Đợi chị tí. Ừ, lạnh quá. Đây. Cầm camera luôn, cameraman luôn. Cái này là cái gì đó? Ủa, cái này sao giống hoa. Hoa đậu đậu bí. Hoa đậu bí cả nhà trời. Hoa đậu biết rau má với là hẹ dựng lên nha, dựng dựng lên nó bắt ghế nó đôi cao rồi phải không? À, cái gì cây hẹ nè, em chưa thấy cây hẹ nào. Đâu, không cầu lên hả? Không cầu lên. Chưa thấy cây hẹ kéo nào, kéo kéo cái cây lên đó, đó, cái cổng hẹ giống như là cổng hành đây. Mày nhà thấy không? Cái cây hẹ nhà giống hả, con chút ỉn à? Mà hả? Giống giống này chắc giống bự em ơi. Ủa cái cây gì mà bự trẻ mà cái cọng cũng bự nữa. Bởi vì bố năm ngoái chị cắt á, cây mình nói ủa chị sao hẹo chị cọng bự đã quá vậy. Cái giống cái chắc là giống bự. Cảm ơn chị nhiều. Ok. Rồi, cảm ơn em quá trời chị. Có rau má về trồng này nhanh lắm, nhanh lên. Mà tháng 5 đã đưa ra nha, giờ đưa ra nó tái tê. Cái đó là chị lấy sau vậy em, còn đợt trước chị lấy nó hư rồi. Đưa ra lạnh nó không chịu, nó hư mất tiêu rồi. Chị em bỏ nhà xanh nha. Ừ, bỏ nhà xanh. Cái này là gì? Rừng ngọt, à, tí tô Việt Nam. Còn cái kia tí tô Hàn Quốc. Cái này của Hàn Quốc, cái này Việt Nam. Ừ. Cái này là cái gì chị? À, kinh giới. Kinh giới. Hai chậu kinh giới, hai ly kinh giới về rộng. Ghê quá, cảm ơn chị. Không có chi. Đầy xe cái này đầy là về luôn. Về trồng là nguyên một vườn luôn. Ủa có cơ của em này về chị cho về là chị cho lên vàng hết. Trời ơi em khiên quá chừng. Coi Nhung Hạ ươm tốt cho nè. Lấy không lấy tâm leo hả? Lấy tâm leo. Mà rung nữa. Đi xuống phố mà rung rẩy. Sợ bị lạc, rung rãi tay chân. Cảm ơn em. Ta không sợ, ta em đi. Ông xã ông chở em không à. Cái bây giờ cái tự đi á, cái sợ. Nhà biết sao không, đi đâu ông xã cũng chở đi hết. Cái bây giờ cái chị chỉ cho tự lập và tự đi á. Xong rồi cái thấy tay nó sợ quá chị ơi, bảo chị ơi, sợ quá hả? Sợ quá đừng chạy nữa. Giờ chạy lên tới lô này chỉ cho Nhung, ít bữa nữa nó lên trên lô nó mua cái gì mua. Chứ ở dưới phố, ở dưới chỗ Nhung nó bán đồ mắc ở trên này. Ôi ơi, chị xem cái tóc em nó dài đó nè. Trời ơi, bữa sau đừng có dũi tóc nữa, để dũi xong rồi nó rụng cả mớ. Đó, chị nhớ năm ngoái nó chọm 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 lên chỗ này không, năm nay nó lên được chút như đây nè. Rồi, đi vô chợ dạo tí. Đi dạo chợ nha. Ừ, đâu rồi đó. Cảm ơn người đẹp vùng núi ươm cho chị xanh ngát một màu. Gì? Cảm ơn chị tặng nghe ba thùng cây giống. Quá chừng thôi. Cảm ơn. Đây các bạn ơi, Nhung Hà nó cho mình một cái cốp xe rau luôn. Bí rồi có cái cương. Cái này cái gì? Mâm xoay đen vừa má hàng xóm siêu to khổng lồ. Cà chua rồi bí cái gì nữa đây ở kia rồi cái gì nữa quên mà không rồi. Có nhiều thứ ở nhà tự nhiên cây xung xe thôi chứ không có nhiều thứ, chị cho có nhiều thứ rồi vậy. Xong đất đó tại chị cần cái gì thì em cho cái đó, chứ bây giờ mấy cái mà em chưa có thì chị đưa, còn chị chưa có thì em đưa về trồng. Trời ơi nói chuyện và hai cái môi nó rung giống như hai cái môi nó đang nhảy vậy các bạn. Là nó chị thôi mình đi vô. Đây đi vô trong một lô tí. Đây. Chị em
Nhung Hà đã xuống tới lô, chợ lô ở gần nhà mình rồi, chỉ em đi mà em run. Nó nói chị ơi thôi về đi, em sợ quá, xe đông sợ, ở trên núi phóng quen rồi, xuống đây thấy đông không dám phóng. Sợ thiệt á chị. Sợ hả? Chị ơi, sợ quá. Từ từ đi, vài lần nó quen. Nè nè, mâm xôi đẹp quá nè. Nó nè, nó triple crop nè. Triple crop là đúng là nó rồi đó. 12 đồng 13. 13 đồng một cây, đúng rồi, cái tên giống nhau. Em về em chiết thì sang năm em bán cây giống, nguyên một tiệm cây giống. Là tên, cái tên giống vậy của cái bác hàng xóm, bác đồng quá chừng luôn. Bên này nè, mâm xôi này năm ngoái chị có mua nè. Mâm xôi. Ấm mâm xôi hả? Mâm xôi gì? Nè. Năm ngoái chị mua đó. Hoa hồng. Nè cái cây đó là hoa. Hồi đó em tưởng là cái cây nhìn sao. Chị ơi sao cái đó nè. Nè em bật lại về nè, quay hai người nè. Rồi quay đây, cái em cần em quay qua đây, quay qua đây. Chị em mập lên. Mập lên hả? Quá chừng luôn, đều cắt ra tầm thể nhiêu ký. Em 105 kg. Nó lớn không phải 105 pháo. 105 ký. Trời ơi, 105 ký chắc cũng luôn. Đó các bạn ơi, rau củ ở đây cái này Việt Quốc nè. Chị, em nhớ cái não chị đi mua 200 ký. Dục đâu rồi? Em nhớ vậy đó. Ừ. Giờ nhà rồi để đâu rồi á? Đi dạo chợ hoa với Nhung các bạn ơi. Rung lạnh thiệt đó chứ. Quá chừng hoa đẹp luôn này. Đó, đi dạo vườn hoa với người đẹp vùng núi. Em thấy chị Giang mua cái này về trồng đẹp đó chị. Ở Phép Mai Giờ bán cái 99 sen một cái, rẻ vậy hả? Một cái hoa lồng đèn á, thấy má chồng chị đi mua quá. Cái hoa lồng đèn là hoa này nè, thế mình trồng mình treo. Bạn khó nè, bữa nào đi Phép Mai Giờ là gần cái chợ Costco đó. Cái hoa gì đẹp chứ hả? Hoa đó đẹp quá hả? Em nghĩ chắc nó lụi quá, sau khi mùa xong nó lụi quá. No, cái hoa này nó sống lại. Thiệt không? Thiệt. Hoa này sống lại. Không em có lụi. Cái hoa nào? Hoa nó giống như hoa cúc vậy. Hoa bạn thọ đẹp quá chị nè. Hoa vòng thọ thì mình lấy giống mình gieo lại thôi. Trời ơi, người đẹp đi dạo vườn hoa đẹp chưa? Ôi chà. Chào khán giả, hôm nay là Nhung Hà đi xuống vùng Đó, đẹp đó. Đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá nè. Ôi, đẹp quá, bên kia rõ ghê. Trời ơi, đẹp quá chị ơi. Cái iPhone này nó rõ từng cái nét sẹo luôn, từng hột mụn luôn. Đi dạo vườn hoa, đó chưa gì làm YouTuber, chưa gì mà cấp máy rồi. Đâu, trời ơi, nhìn đẹp chứ. Em, nhìn hoa nè, đẹp chứ. Chị hướng nào cũng tròn quay. Sao em mập quá. Ừ, cái cây gì nhìn giống rắn chứ. Rồi đi vô đây. Đây nè, cây giống. Nhung núi. Đi dạo phố vườn hoa, vườn rau củ quả. Hai chị em đi dạo. Mua được cái gì không? Ừ, có cà chua nhiêu đồng nha chị? 5 đô, 6 đô phải không? Mình ươm quá chừng. Em mua bên kia 7 đồng. 6 đồng, 99 cây bự rồi. Ừ, cái này nhỏ đâu. Tí mà. Cái này đã 5 đồng rồi. Thì đó, 6 đồng thôi. Ừ, 6 đồng rồi thôi thầy. Mua bên kia em lợi hơn. Ở gì đó, ở Flower World có 8 đồng có trái luôn. Ừ dạ. Ừ. Tặng quá em ơi, đúng lắm. Ôi, dâu tay ra trái rồi này. Ra trái rồi. Họ trồng ấm áp mà.
Cái này cũng có mùa, dâu có một mùa thôi. Nhưng về làm mấy chậu dâu này treo xong bu hái. Ôi thù lù ở nhà mình cao mà thù lù ở nhà mình nó già ngắt, ở đây nó non mướt. Cái thù lù mà nó cao quá chừng cao giờ, nó cao quá chừng luôn chị. Đã gì nhiều lắm, sao đã luôn á. Hai cô nàng đi dạo như đông đá luôn, nó lạnh quá. Lạnh thiệt á các bạn, quá lạnh luôn. Mình nè, có xà lách nè, mấy xà lách nè em có thích không? Ở trong nó có giống, đi vô trong nó đi mua cây giống. Ở đây họ có bán cà trắng nè, phải không? Cà gì? Cà Beautiful. Cà Beautiful chị cho em đi. Ơi mà sao có ổ chim trong vậy? Trời ơi, con kim nó vô nó làm tổ coi. Một kiện tác thiệt là xuất sắc đó. Chim làm tổ trong bụi dâu, chắc mua bụi này quá, về lấy được cái tổ chim. Cưng quá chị ơi. Chim cái này thiệt luôn á. Này cái này không có bán, chỉ để coi thôi. Thấy chưa? Quá. Thấy không? Này. Đó. Bán. Không bán, để coi thôi, tại tim chim nó làm này, để đó cho chim nó tới nó ấp. Không có được bán, tưởng là được bán mình lấy về, mà lấy về chim nó đâu có nhớ. Đúng rồi. Nó đâu nhớ chỗ mà nó tới. Dâu chị cho hai em là dâu xịn. Dâu xịn chanh này. Không có chuối nè em. Nhà em còn sống không? Còn. Nó lên nhiều bụi lắm. Đã vậy. Em chiết mấy cái bụi ra. Chiết ra bán đi. Bữa hôm em mua cũng 15 20 mấy đô. Đi em ơi. Chợ hôm nay em quay góc kia, quay góc này. Kệ, lâu lâu có video giống nhau, không có ai la gì đâu. Chào cả nhà, chào các bạn. Chào cả nhà của Nhung Hà. Chào cả nhà bên chị bên Nguyễn Thị được sống Mỹ. Cậu quá chừng. Ở đó on sale hả chị? Có on sale không? Không, ở đây dễ gì on sale. Chỉ có phép bây giờ, phép bây giờ là on sale dữ. Ở trên đây em nghĩ em đảo trong đây qua không có chưa chị nè. Đẹp quá, hoa lồng đèn này của con chim á, con chim nó hút mật á, con chim gì đó miệng nhọn nhọn á, con chim gì á hả? Hồi xưa em hay trồng cái hoa đồng tiền này nè chị. Đẹp quá. Đâu núi ơi, núi ơi, qua đây nè núi. Em núi, em Dung núi đã xuống phố, có mua hoa không? Toàn ngắm không, không mua hoa gì hết trơn. Ở trong này cũng có cây giống, ở trong này cũng có mới cây giống. 5 đồng có cây đó, 5 đồng hết khi muốn lấy không? Muốn chị đi flower lấy cho mấy cây 100 không? Trong có trái 4 cây. Mua rồi hả? Chị chưa đi flower, chắc tí nữa về đi. Vô đây là cây hột giống nhiều lắm nè. Đó, ở đây nè hột giống nè em, tớ lựa đi. Mỗi lần chị lên đây là quá chừng. Nhạt nhỏ đâu có sao. Này, cà trứng đúng không? Cà trứng. Quá chừng đó, lấy về mà sang năm mà ươm bán. Nè, củ cải vàng nè. Củ cải vàng nè, lấy về gieo nè. Nè, củ cải vàng lấy về gieo. Chị lấy 2 bịch. Rồi đây cái đủ màu. Cái đủ màu thì không có màu vàng. Có nổ cái đó màu đất. Màu đó nhổ lên củ xấu quá rồi. Em mua một bịch đủ màu với một bịch màu vàng là đủ. Đây này cái gì đây? Dưa lưới. Không quay hả bác? Quay cây cối không? Quay thay chị em, nó quay cây cối. Đây nè, quay vậy nè, em lấy đi. Em lấy đồ đi. Đó.
để cầm cho. Có hết trơn rồi. Có hết rồi hả? Đi mấy cái này là có. Em đi qua coi salad đi. Đi qua coi salad. Em muốn qua cái salad hoàn toàn. Cái bịch bắp này đủ thứ loại nè. Ở nhà cũng có rồi mà lấy nữa. Dưa hấu bự nè. Dưa hấu bự, cầm dưa hấu cho vui thôi á các bạn chứ. Nó cũng khó trồng lắm. Nó trồng cả mùa mà nó ra trái có chút xíu à. Gia đình chưa. Cần nè, cần tay nè. Cần tay đó rồi. Cái lá gì giống chị cho em không? Không phải. Nó cái hãng bên kia là muốn đi không ta dẫn đi. Cái xà lách là phải thấy ngoài. Em muốn đi cái chỗ mà lấy rau kheo không? À, đi ngược lại nhà chị được thù lùi kiếm để dưa cho sang năm. Giờ mà lo trồng cho sang năm rồi nè. Mình mua nhà xanh bự đồ đi về để lấy nhà xanh nữa nè. Ờ chị kêu là 4 giờ chị. 4 giờ là phải đi 12 giờ đó. Em dâu tay mà bán hột kìa. Ừ em thấy người ta bán hột nhiều lắm mà thà mua cây nữa. Ừ mua cây chứ hột bao giờ mới xong. Không thấy gì. Rồi đi. Salad đó không thấy à. Cái đôi trùng trùng của nó này. Ừ, xong lấy cái đó gieo đi. Thấy là blend gì đó. Biết, em gieo để lên đám vậy cũng đẹp mà. Thôi, được rồi đó. Em thấy trong đó có cái đó đó. Nè. Ừ. Cái đám đó. Cái quà, cái này gì đây? Ở cải kẻ cải xuất phát. Cầu vòng. Đây nữa nè. Hồi nãy em lấy đây hay là loại khác? Ờ, là giống, giống nhau. Kheo nè, em thấy không? Không có cái loại không kia phải, kia. Không phải, không có cái lấy một bịch. Rồi, đi ra tính tiền đi về. Yếu chừng rồi cả nhà ơi. Vậy em tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà bên kênh chị Minh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ video sau nhé. Hai cái môn đó cùng nhau. Nên là phải chào tạm biệt cả nhà thôi. Lạnh quá. Tạm biệt các bạn bên kênh Dung Hà. Bên kênh Dung Hà tạm biệt các bạn luôn, hẹn các bạn xem những video thú vị ở kênh Dung Hà với kênh Mình Phải Thiết Sống Mỹ hái trái cây rau củ thôi. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cho hai chị em mình một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ các chị biết mình chị cũng sống nghĩ với nhé cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Tạm biệt em. Bye bye. Đi về em ơi, lạnh quá.